Cậu bé thông minh. Ngày mai mà không trả nợ là tao đến đốt nhà đấy, nghe chưa? Ngày mai nhà mình biết kiếm đâu ra tiền để trả cho ông bá bây giờ. Ông ta thật quá quắt. Cả năm qua mình làm công cho ông ta cũng thừa tiền để trả nợ, vậy mà vẫn cứ lãi mẹ đẻ lãi con. Giờ biết tính sao đây? Ba ơi, ba mẹ làm sao thế ạ? Ba mẹ không sao, con vừa đi chơi về à? Mau vào rửa chân tay đi, còn ăn cơm con. Ba mẹ đi làm sớm, con ở nhà trông nhà và học bài nhé. Dạ. Đây nhóc, ba mẹ mày có nhà không? Dạ, ba mẹ con đi vắng rồi ạ. Ba mẹ mày trốn nợ chứ gì? Chúng nó đi đâu? Mau nói thật, không ông đánh đòn. À, ba con đi giết cây sống trồng cây chết, còn mẹ con đi bán gió mua que ạ. Cái gì? Làm gì có thứ công việc nào như thế? Mày đừng có lừa ông. Đừng tưởng mày là con nít mà ông không dám trị nghe. Con nào dám lừa ông? Đúng là ba con đi giết cây sống trồng cây chết, còn mẹ con đi bán gió mua que thật. Thấy tóm lại nó là công việc gì? Mày nói xem nào. Ôi trời, công việc này cả làng ai cũng biết, mà ông bá hộ lại không biết sao ạ? Ừ thầy à, chẳng qua là cái thứ ngôn ngữ quê mùa đấy, ông không có thèm dùng thôi. Mày nói đi xem nào. Nếu ông bảo ngôn ngữ quê mùa thì ông không cần biết đâu ạ. Còn nếu muốn biết thì ông phải cho con cái gì con mới nói cơ. Thầy mày muốn cái gì? Nếu con giảng cho ông thì ông phải xóa nợ cho ba mẹ con đấy. Xóa nợ ư? Thằng này được, đúng là con hơn cha. Được, ta hứa. Ông không nói dối con chứ? Tất nhiên, lời của ta là lời vàng ý ngọc, nói ra chỉ có chuẩn thôi. Nếu thế thì con phải đi mời một người làm chứng mới được. Thằng này cũng đáo để lắm. Nhưng dù sao cũng chỉ là một thằng phắt mũi chưa sạch, cứ kim đại cái gì nói thôi. Đây, có rồi. Có con mối này làm chứng, nếu mày giảng đúng, tao sẽ xóa nợ cho ba mẹ mày. Nhất trí thế nhé. Ba tôi đi cấy có nghĩa là giết cây sống trồng cây chết, còn mẹ tôi đi bán quạt tre nghĩa là mua que bán gió, đã đúng chưa ạ? Được, thằng này khá, thằng này khá. Dạ chào ông bá hộ ạ. Nhà chúng mày thấy tao không sang là cứ bơ đi nhỉ? Dạ, xin ông thư thư cho chúng con ít bữa ạ. Ba mẹ không cần phải khất nợ, ông bá đã hứa với con hủy hết số nợ của nhà mình rồi mà. Kìa sáng, con nói gì thế? Đúng là trẻ con nói nhảm. Tao bảo xóa hết nợ cho nhà mày từ khi nào? Có chứng cứ hẳn hoi con mới nói chứ. Chứng cứ ư? Chứng cứ ở đâu chứ? Tao không lôi thôi với trẻ con. Chúng mày có trả tiền không thì báo. Chúng tôi nếu thế hãy lên quan đi. Lên quan ư? Được, thằng này khá. Giấy nợ trong tay tao, tao sợ cái gì? Có phải nhà anh muốn quỵt nợ của cụ bá không? Bẩm quan, không phải ạ. Cụ bá đã hứa cho con tôi số nợ ấy, chứ tôi không dám quỵt. Anh đừng có nói láo. Tôi hứa cho con anh bao giờ? Chứng cứ như thế nào? Xin quan cho đội thằng bé lên hỏi thử. Bé con, chuyện như thế nào? Con thử kể đầu đuôi cho ta nghe xem nào. Hôm đó ông bá đến nhà con có ra một câu đố. Ông bá nói nếu con giảng đúng thì ông bá sẽ xóa nợ cho ba mẹ con, còn con mối ở nhà con làm chứng nữa ạ. Thế sao? Nhóc con, mày nghĩ họ sẽ gọi con mối lên để hỏi chuyện sao? Quan đừng nghe nó nói bậy. Trẻ con bịa chuyện mà không suy nghĩ. Làm gì có ai bảo con mối làm chứng bao giờ cơ chứ? Đúng vậy, chẳng có ai bảo con mối làm chứng bao giờ cả. Cậu bé bịa chuyện có phải không? Bẩm quan, con không nói dối đâu ạ. Chính lúc ấy, ông bá chỉ vào con mối đang leo trên cây, bảo nó làm chứng, có vậy con mới giải đố cho ông ấy ạ. Đúng là trẻ ranh, lại nói dối nữa. Làm gì có con mối nào leo lên cây? Rõ ràng là lúc đó,
nó đang bám vào cái đũa cả ở trên mẹt đậu trước. Đấy nhé, ông thừa nhận là có con mối đang bám vào mẹt đậu làm trứng rồi nhé. Thế là rõ rồi. Nhân chứng vật chứng đàng hoàng, cụ bá đã hứa xóa nợ cho nhà anh Dần thì phải thực hiện thôi. Đội ơn quan lớn anh Minh ạ. Dạ đầu còn bắt mưu thằng nhái ranh. Ngu ơi là ngu. Dưới vực sâu. Chủ quán đâu? Mang hết tất cả những món ngon ra đi cho ông. Dạ, bẩm ông, quán con có rất nhiều món ngon. Ông định ăn những món gì để con làm ạ? Ồ hay nhỉ, người bị điếc không đấy? Ta đã bảo là mang tất cả các món ra đây. Ông ơi, gọi như thế thì nhiều lắm ông ơi. Ông con mình còn phải đi cho kịp chuyến hàng, làm sao ăn hết nổi? Dạ đúng rồi đấy ạ. Nếu vậy thì con e là hơi nhiều đấy. Ông trẻ con với chúng bay đấy à? Dạ vâng, con đi làm ngay đây ạ. Còn thừa nhiều đồ ăn quá ông ơi, để con gói vào mang đi ăn dọc đường. Sao ngươi ở với ta bao lâu mà không khôn ra được tí nào thế hả cò? Ngươi nhìn ta như thế này mà lại phải ăn lại đồ ăn thừa hả? Đường đường là một lão phu ông giàu có nhất nhì trong vùng mà lại phải ăn lại đồ thừa là như thế nào? Ngươi không khác gì bôi nhỏ vào mặt ta. Dạ con thấy chả làm sao cả, đồ ăn vẫn còn sạch, còn ăn được, hơn thế lại toàn đồ ngon. Cứ xin cái túi mang đi, khi nào đói thì ông ăn ạ. Thôi đừng có làm xấu hổ cái mặt ông. Lên đường nhanh kéo lại không kịp giao hàng khi trời tối. Chuyến này hàng quan trọng lắm, cả đống tiền đấy. Còn làm cái gì mà lâu thế hả cò? Nhanh cái chân lên. Vâng, con ra ngay đây ông ơi. Đoạn đường này càng ngày càng xấu. Quất cho ngựa đi nhanh lên chút, muộn là đổ bể cả đống tiền đấy. Ông ơi, gió thổi ngược thế này, dốc thì cao, ông cũng thấy con ngựa nó đi không nổi nữa rồi. Ông không quan tâm, nhanh hết sức lên. Đau quá. Ông ơi, ông có làm sao không ạ? Ôi đau quá. Cái chân của ông. Đau quá. Chết rồi, gãy chân ông rồi. Con ngựa già chết tiệt. Chúng ta bị rơi ở đoạn này sâu lắm ông ơi. Giờ này tối rồi, chắc không còn ai đi ngang qua đây nữa. Đành chờ có người đi qua thì nhờ họ vậy ông ạ. Điên thật. Tai họa ở đâu ập xuống không biết, mất cả chi lẫn chài. Con ngựa chết tiệt, từ giờ đến tối mà không có người đi qua thì chết lạnh ở đây mất. Con thấy tình hình gay go lắm, tại trời sắp tối rồi, người đi rừng cũng trở về nhà hết. Chúng ta lại rơi sâu thế này, có khi họ đi qua cũng không thấy. Ngươi không nghe thấy bụng ta đang réo lên hay sao mà không mang cho ta cái gì ăn thế hả cò? Đói quá đi mất, lẽ nào đêm nay phải ở lại đây thật? Người nói xem, liệu đêm nay có ai giải cứu chúng ta không? Con nghĩ tầm này rồi chắc không có ai đâu ông ơi. Người đừng có nói gỡ, kiểu gì cũng sẽ có. Có ai không? Cứu với, có ai không? Sao mãi mà không có ai cứu chúng ta thế này? Mang thức ăn tới cho ta đi cò ơi. Có thấy ta sắp chết rồi không? Ở đây 3 ngày, dài như 3 năm thế này. Còn ngồi đấy hả? Mang thức ăn ra để ăn. Người muốn chết luôn hả? Dạ, chỉ còn miếng bánh cuối cùng này thôi ông ơi. Ông gắn chia ra ăn còn cầm cự. Chưa biết lúc nào mới có người qua đây giải cứu cho chúng ta. Cái gì? Sao chỉ còn lại một miếng? Những bữa trước ngươi lấy ở đâu? Sao không lấy thêm?
mà ngươi thôi nói gỡ đi được không? Kiểu gì hôm nay cũng sẽ có người đi qua. Dạ, đồ ăn ông con mình ăn thừa ở quán bữa hôm trước, con gói mang theo đấy ạ. À, giờ thì có tiền, cũng chẳng mua nổi đồ ăn nữa rồi. Vậy mà ta đã từng rất phung phí đồ ăn, giờ chính những bữa thức ăn thừa lại cứu sống ta lúc hoạn nạn. Ông gắng ăn còn giữ sức, chân ông còn đang bị đau nữa, chắc mai sẽ có người đi qua đây thôi. Người không ăn sao? Có ít, ông ăn đi ạ. À, ông đang đau mất sức nhiều, con cầm cự được, ông đừng lo. Người cũng vất vả rồi, một miếng bánh thừa lúc này còn quý hơn cả vàng. Cũng may mà có người biết trân quý đồ ăn. Con nghĩ không chỉ có đồ ăn mà còn rất nhiều điều nữa trong cuộc sống chúng ta cần trân quý ông ạ. Như vậy chúng ta mới sống không phải hối tiếc. Ông không ngờ mày biết nhiều điều hay phết đi cò ạ. Ông ơi, có người đang đi tới kìa. Ông con mình được cứu rồi. Đâu, đâu? Ôi, đúng là họ đang đi tới. Cứu tôi với. Cứu với. Chúng tôi bị rơi xuống vực ở dưới này. Đợi một tí, chúng tôi đang tìm cách. Ôi, may quá, chúng ta được cứu rồi. Hành trình của túi ni lông. Năm 3020, tại một vùng quê nọ, phía rất sâu trong lòng đất, có một bầy giun nhỏ đang miệt mài đào hầm, giúp đất tơi xốp, màu mỡ. Cố lên các cậu ơi, chỉ chút nữa là đất ở đây sẽ tơi xốp cho mà xem. À, nhìn kìa các cậu, có một chiếc túi ni lông cũ kỹ già nua kìa các cậu. Ôi, túi ni lông ơi, sao trong lòng đất sâu ở vùng đồi núi này mà cũng có túi ni lông được nhỉ? Đúng vậy, túi ni lông chỉ có thể có ở những bãi rác thành thị thôi, lạ thật đấy. Chào bầy giun nhỏ, ta cũ kỹ tả tơi như vậy là vì ta đã sống gần 1000 năm rồi đấy. Từ thời tổ tiên các cháu sống, ta đã ở đây rồi, rất lâu rồi. Hả? 1000 năm ư? Làm sao mà có chuyện đó được ạ? Ông là ai mà có siêu năng lực đáng sợ như vậy? Nghe khó tin có phải không? Ta từng là sản phẩm được tạo ra từ vật liệu bền bỉ và hoàn hảo của hành tinh này đấy. Hả? Vật liệu bền bỉ nhất hành tinh ư? Thế là như thế nào thưa ông? Đúng rồi, hành tinh này có bao nhiêu thứ bền bỉ? Ông là gì mà tự cho mình là bền bỉ nhất chứ? Chuyện đã từ rất lâu rồi. Hồi đó, cách đây hơn 1000 năm, lúc đó thì ta làm một sản phẩm mới vừa được đưa ra khỏi dây chuyền sản xuất. Ta cũng được vị trưởng phòng kinh doanh đem làm sản phẩm mẫu để trình giới thiệu với tổng giám đốc tập đoàn bao bì quốc tế toàn cầu. Chúng ta có một chất liệu bền bỉ cao để sản xuất ra những chiếc túi ni lông tiện lợi nhất hành tinh. Đây chắc chắn là món đầu tư tốt nhất cho kinh doanh đấy. Tại nhà máy sản xuất của chúng ta đang tiến hành dây chuyền sản xuất hàng loạt. Chẳng mấy chốc, đây sẽ là loại đồ dùng không thể thiếu trên toàn thế giới. Này các cậu, thế vừa nghe ông giám đốc nói rằng chúng ta chính là những sản phẩm hoàn hảo được sản sinh ra từ chất liệu bền bỉ nhất thế giới đấy. Ôi, thật thế cơ à? Đúng rồi, chúng ta có nhiều lợi ích với con người nên sắp được mang đi phân phối toàn thế giới nữa đấy nhé. Hy vọng tôi sẽ được chu du khắp thiên hạ rộng lớn này. Hồi hộp quá đi mất, không biết sắp tới mình sẽ làm gì, đi đâu nữa đây ta. Chú ơi, cho con một chai nước cam nhé. Ừ, lấy đi cháu. Đã đến lúc mình phải làm việc của mình rồi. Tạm biệt các bạn. Hay, sao lại để tôi ở đây chứ? Vật liệu bền bỉ nhất hành tinh bị bỏ xó vậy sao? Ê nha, thôi đi anh kia, kêu gào gì vậy không biết nữa.
Cô là... À, thì ra cô là một vỏ chai nước cam ép. Người ta đã uống hết nước trong chai thì vứt cô đi là phải rồi. Nhưng còn tôi là một chiếc túi ni lông, vật liệu bền bỉ nhất hành tinh cơ mà. Anh đúng là đồ không biết mình là ai. Thân phận túi đựng đồ thôi làm như danh giá lắm đấy. Anh hay là tôi, đồ sẽ có lúc hết thời cả thôi. Hả? Hết thời ư? Sao lại vậy được? Tôi mới chỉ được dùng để đựng đồ có một lúc thôi, sao mà trở thành rác thải được? Chịu thôi, cậu hãy đi hỏi con người á. Giờ thì chúng ta cứ ở đây đến đâu hay đến đó. May thì được bỏ vô thùng rác, được tái chế thành sản phẩm mới. Còn nếu không, cứ phiêu dạt đến 500 năm, đến 1.000 năm đợi phân hủy thôi. Hả? Trời ơi, 1.000 năm ư? Bây giờ tôi đã hiểu tại sao họ gọi tôi là vật liệu bền bỉ nhất hành tinh rồi. Ôi không, có ai cứu tôi với. Đây là đâu vậy? Này người anh em, đừng sợ. Đây là dưới ống cống. Chúng ta chỉ mới bắt đầu vào chuỗi hành trình của rác thải lang thang thôi. Nè, rồi chúng ta sẽ ở mãi dưới này hay sao? Chỗ này bẩn thỉu và hôi thối quá à. Ôi trời ơi, chúng ta là rác bỏ đi đấy anh bạn ạ. Còn quan tâm gì mấy chuyện đấy nữa. Tắt cống rồi, dưới này bí bách, hôi thối quá à. Mưa một xíu là lại ngập cả rồi. Khát chèn hết cả đường ống cống, không thông ra thì có ngập suốt mấy ngày ấy chứ. Tạm biệt túi ni lông, tôi đi đây. Chào anh bạn nha. Các cậu ơi, đây là đâu vậy? Đây là biển mà cậu không biết sao? Ủa, cậu là ai? Sao lại ở đây vậy? Tôi là túi ni lông. Tôi từ trên đất liền qua một cuộc hành trình dài, tôi đã đến đây đó. Vậy hả? Thế sắp tới cậu sẽ đi đâu? Tôi cũng không biết rồi mình sẽ phải đi đâu nữa. Ôi trời ơi, chạy mau đi, có cái mập tới kìa. Có chuyện gì thế các cậu? Cứu tôi với. Chạy đầm trời à. Ôi. Vậy là ta đã nằm trong bụng của cá mập mất rồi. Làm sao để thoát ra khỏi đây bây giờ? Trong này đáng sợ quá. Rồi một ngày kia, cá mập bị những người dân vùng biển vây bắt. Họ mổ bụng nó và lôi ra đủ thứ khủng khiếp, trong đó có túi ni lông. Con cá to thế, con cá này không bị bắt được sớm thì cũng chết dưới đáy biển thôi. Bao nhiêu túi ni lông, chai vỏ nhựa trong ruột nó thế này cơ mà. Đấy, rồi ta cứ trôi dạt khắp nơi, rồi dạt về ở đây. Qua nghìn năm nắng gió cát bụi vùi ta xuống sâu dưới lòng đất này. Từ ngày vùi trong đất, ta nằm bất động, cô đơn, và không có một sinh vật nào muốn chạm tới. Những rễ cây vì ta mà chết ngạt, đất cũng biến đổi, dòng nước chảy qua cũng cuốn theo một ít hạt nhựa trong ta đi mất. Nếu vậy, ông có muốn chúng cháu giúp ông lên mặt đất không? Với tài đào bới của chúng cháu hợp sức lại, chắc chắn sẽ thành công đấy ông ạ. Các cháu đúng là những đứa trẻ tốt bụng, nhưng chắc mọi chuyện lại cứ thế lặp lại, rồi nổi nay đây mai đó. Bản thân ta cũng chẳng vui vẻ gì. Cứ để ta nằm ở đây, chờ đến ngày được phân hủy. Sống đến 1.000 năm thì dài thật đấy, nhưng nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có ích cho cuộc sống này. Hả? 1.000 năm tuổi nhưng chẳng khác gì người bất tử ông nhỉ? Người bất tử bất đắc dĩ. Ta thật ngưỡng mộ cuộc đời thầm lặng mà vĩ đại của các cháu. Giúp đất tơi xốp, cây xanh tươi tốt. Giá mà không có những chiếc túi ni lông như ta, lòng đất cũng như môi trường đã không bị tàn phá như vậy. Giá như con người có thể biết đến câu chuyện của ông
thì hay biết mấy. Ta tin rồi có ngày họ sẽ nhận ra điều ấy các cháu ạ. À, không lâu nữa đâu. Người rối, rối người. Làm sao con khóc? Con chán kiếp làm rối lắm rồi. Suốt ngày bị lôi đi, bị con người điều khiển. Con cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Con không muốn làm con rối nữa. Con muốn mình làm một con người. Ừ, được. Ta sẽ cho con làm người. Nhưng con hãy nhớ không được cất tiếng nói lời gì. Nếu con thốt ra một lời nào, con sẽ trở lại làm rối mãi mãi. Vậy đi con gái, ăn sáng còn đi chụp ảnh cưới. Cậu Tùng sẽ qua đón con sớm đó. Con xuống luôn nha. Mẹ gả con cho cậu Tùng, thật sự mẹ rất yên tâm. Cậu ấy hiền lành, tử tế, yêu thương con. Sau này con gái của mẹ sẽ sung sướng hết đời. Ăn đi con. Chắc cậu Tùng đến đón con đó. Con lên thay đồ đi. Hôm nay chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới. Chú rể hãy ôm cô dâu từ đằng sau. Cô dâu đứng nép vào chú rể như thế này. À, đúng rồi, thế. Làm người mà sao mình chẳng khác gì con rối thế này. Anh có điện thoại, em đứng đây đợi anh nhé. Anh nói rồi, anh không yêu cô ta. Em đừng có nói vậy. Chẳng qua giờ anh đang rất cần tiền. Cưới xong anh sẽ có đủ tiền để trả nợ và để bù đắp cho em. Chúng ta vào chụp tiếp đi em. Cô đừng tỏ thái độ. Mọi chuyện đã được sắp xếp xong hết rồi. Cô hãy biết nghe lời đi. Muộn rồi, con nhanh xuống xe. Chúng ta tới nhà thờ nào. Mọi người đang đợi đó. Con có nhận người này làm vợ, yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ cô ấy khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, từ bỏ mọi người khác để chung thủy với cô ấy không? Thưa có. Con có nhận người này làm chồng, yêu mến, an ủi, kính trọng và giữ gìn anh ấy khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, từ bỏ mọi người khác để chung thủy với anh ấy không? Thưa, cô dâu không nói được. Không, tôi không đồng ý lấy anh này. Tưởng đâu cô dâu bị câm mà. Đúng rồi, sao bỗng dưng lại nói được. Thà trở về là con rối, chứ mình không thể cưới con người này được. Anh ta muốn lấy tôi không phải vì yêu tôi. Anh ta lấy tôi vì anh ta cần tiền của mẹ tôi mà thôi. Con đã không thể thực hiện được điều người đã nói. Giờ con sẵn sàng trở về là rối.
Không con gái, giờ con đã là người mãi mãi. Ơ, nhưng con tưởng cụ nói là nếu con thốt ra lời nào thì con sẽ trở về là con rối mãi mãi. Thật ra ta chỉ muốn thử lòng con mà thôi. Sau những sắp đặt của mọi người, con đã biết tự đứng lên nói ra quyết định của mình, chứng tỏ được sự tự lập của bản thân. Vậy nên con đã có thể là một con người đúng nghĩa. Người ăn xin và đóa hướng dương. Cảm ơn chị, hoa hôm nay rất đẹp. Vâng, lần sau chị lại tới nhé. Cuối cùng thì cũng đã bán hết hàng. Mệt quá, nghỉ thôi. Vẫn còn một đóa hướng dương sao? Vẫn còn tươi lắm. Chiếc bình bẩn quá rồi, nó không phù hợp với đóa hoa, cần phải rửa lại. Đẹp quá. Không thể để chiếc bàn bừa bộn như vậy được. Rất đẹp. Hình như đã lâu lắm rồi căn phòng này chưa được dọn dẹp, cần sắp xếp lại cho phù hợp với đóa hoa. Sao mình lại tệ hại như vậy? Bộ này cũng được, đã lâu rồi mình không mặc tới. Mình quả là không tồi. Sao có thể đi làm một kẻ ăn xin được chứ? Từ mai, mình sẽ không làm người ăn xin nữa. Mình sẽ đi tìm việc làm. Chào cô. Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh? Không, tôi chỉ muốn tặng cô đóa hoa này. Xin cô hãy nhận lấy. Ồ, chúng ta có quen nhau không thưa anh? Tôi có thể cô không nhớ tôi, nhưng đối với tôi thì cô mãi là một ân nhân. Tôi không hiểu. Cô có nhớ cách đây mấy năm có một người ăn xin ngồi bên kia đường không? Ờ, là anh sao? Không thể tin được. Anh đã đi đâu mất mấy năm qua? Anh thật khác. Vâng, chính tôi đây. Có vẻ giờ anh đã thành công. Tôi đã có công việc khá ổn. Hôm nay tôi đến là để cảm ơn cô. Cảm ơn tôi sao? Cô có nhớ đóa hoa hướng dương cô đã để lại cho tôi hôm ấy không? Trước lúc ấy tôi đã mất hoàn toàn, mọi thứ trở nên trắng tay. Mọi người cũng vì thế mà bỏ rơi tôi. Có thể với cô, đóa hoa ấy không đáng gì và cô đã quên, nhưng đối với tôi thì nó vô cùng quan trọng. Nó không đơn giản chỉ là đóa hoa, mà nó đã cho tôi một niềm tin để bắt đầu lại một khởi đầu mới. Hôm nay tôi chỉ muốn được thật lòng cảm ơn cô. Thật không ngờ đóa hoa hướng dương của tôi ngày ấy lại có thể giúp được anh. Nhưng phải công nhận rằng anh thật mạnh mẽ. Nhìn anh bây giờ tôi thấy vui lắm. Sau này những thay đổi và những gì xảy ra với chính mình, tôi mới biết rằng khoảng cách giữa địa ngục và thiên đường chỉ là một bức tường mỏng manh. Chỉ cần biết tin tưởng vào chính mình, không buông bỏ chính mình. Trong lòng có mục tiêu, có hy vọng, thì cuộc đời có thể tùy thời mà biến đổi thôi. Anh đã ngộ ra chân lý và đã thành công. Thật lòng chúc mừng anh. Đóa hoa này là lời cảm ơn chân thành của tôi. Xin tặng cô, ân nhân của đời tôi.
like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.